Kính chào quý vị và các bạn. Cuối cùng thì giải Nobel Hòa Bình, hạng mục Nobel được mong chờ nhất và thường gây tranh cãi nhất đã tìm được chủ nhân. Tới thời điểm này, thông tin xung quanh việc Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia đoạt giải Nobel Hòa Bình 2015 đã được giới truyền thông thế giới đăng tải dày đặc. Và điều dư luận bất ngờ chính là việc Bộ Tứ này không hề xuất hiện trong danh sách các ứng cử viên hàng đầu của giải Nobel Hòa Bình năm nay như Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chính vì vậy mà quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy đã thêm một lần nữa gây ra không ít tranh cãi. Vậy Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia này là ai? Vì sao họ lại được lựa chọn trong số hơn 270 ứng cử viên để nhận giải Nobel Hòa Bình danh giá? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Theo trang web nobelprize.org, Ủy ban Nobel Na Uy khẳng định Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia đã đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng nền dân chủ tại quốc gia châu Phi sau cách mạng Hoa Nhài năm 2011. Ủy ban Nobel Na Uy quyết định rằng giải Nobel Hòa Bình 2015 sẽ được trao cho Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia vì những đóng góp quyết định cho việc xây dựng một nền dân chủ đa nguyên tại Tunisia sau cách mạng Hoa Nhài 2011. Theo Ủy ban Na Uy, những tổ chức này đại diện cho các lĩnh vực và giá trị khác nhau trong xã hội Tunisia và đóng vai trò là trung gian hòa giải, thúc đẩy phát triển dân chủ hòa bình ở Tunisia. Về phần mình, Bộ Tứ cho biết giải Nobel Hòa Bình 2015 mà họ vừa được xướng tên có sự góp sức của người dân Tunisia nói chung. Tất nhiên, cả bốn nhóm chúng tôi đều nỗ lực thúc đẩy, giúp đỡ và cố gắng xoa dịu căng thẳng. Nhưng thành thật mà nói, các đảng chính trị và chính người dân Tunisia đã tin tưởng chúng tôi, tin tưởng vào các tổ chức xã hội dân sự. Người dân Tunisia sẽ không quên điều này. Kết quả này được chọn từ 273 đề cử, bao gồm 68 tổ chức và 205 cá nhân có công hiến đặc biệt cho hòa bình thế giới năm 2015. Đây được đánh giá là một kết quả khá bất ngờ với dư luận quốc tế. Trước đó đã có nhiều lời đồn đoán về người giành giải Nobel Hòa Bình năm nay, trong đó có các ứng viên hàng đầu, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Giáo hoàng Francis và cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Giải Nobel Hòa Bình trị giá 960.000 đô la Mỹ sẽ được trao tại Oslo, Na Uy vào ngày 10 tháng 12 năm nay. Mặc dù đã là chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình 2015 danh giá, nhưng cái tên Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia còn khá lạ lẫm đối với dư luận thế giới nói chung. Nhắc đến Tunisia, người ta thường nhớ ngay đến cuộc cách mạng Hoa Nhài năm 2011, góp phần thổi bùng lên làn sóng mùa xuân Ả Rập. Và sự kiện này đã kéo theo sự sụp đổ của nhiều chế độ và những biến động chính trị xã hội sâu sắc ở một loạt các quốc gia trong khu vực. Ở nhiều nước, sự hỗn loạn bùng nổ dẫn tới nội chiến đẫm máu, điển hình là Libya, Syria và Yemen. Trong khi đó, Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia được biết đến là nhóm có quan điểm ủng hộ làn sóng mùa xuân Ả Rập. Chính những luận điểm này đã khiến nhiều người hoài nghi liệu Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia có xứng đáng với giải thưởng danh giá này hay không. Bộ Tứ được thành lập vào mùa hè năm 2013 khi tiến trình dân chủ hóa có nguy cơ sụp đổ do các vụ ám sát chính trị và bất ổn xã hội lan rộng. Bộ Tứ này đã thiết lập ra một tiến trình chính trị hòa bình thay thế tại một thời điểm khi Tunisia ở bên bờ vực nội chiến. Bộ Tứ gồm 4 tổ chức chính trong xã hội dân sự Tunisia, gồm Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia, Liên minh Công nghiệp Thương mại và Thủ công Mỹ nghệ Tunisia, Liên đoàn Nhân quyền Tunisia và Hội luật sư Tunisia, đại diện cho các lĩnh vực và các giá trị khác nhau trong xã hội Tunisia. Theo Ủy ban Nobel 2015, trong bức tranh mùa xuân Ả Rập nhuộm màu hỗn loạn và nội chiến, thì Tunisia là điểm sáng duy nhất tránh được kịch bản đẫm máu tương tự. Cụ thể, Ủy ban Nobel cho biết, quá trình chuyển tiếp tại Tunisia đã mở đường cho cuộc bầu cử dân chủ trong hòa bình vào mùa thu năm ngoái. Và đây hoàn toàn là công sức của Bộ Tứ trong nỗ lực hỗ trợ công việc của Hội đồng lập pháp nước này, cũng như đảm bảo quá trình trưng cầu dân ý theo đúng hiến pháp và giúp đỡ tìm kiếm những giải pháp đồng thuận cho một loạt các thách thức đến từ những chia rẽ về chính trị lẫn tôn giáo. Điều chúng tôi nhìn thấy là các đảng phái Hồi giáo và tự nhận mình là Hồi giáo đã cố gắng ngồi lại với nhau, gạt bỏ những yêu cầu mà họ mong muốn, ví dụ như hiến pháp, để lắng nghe lẫn nhau, đồng thuận với nhau, và chính điều đó đã kết thúc bằng việc đảm bảo các quyền cơ bản của người dân Tunisia. Ngoài ra, Ủy ban Na Uy cũng lý giải một lý do khác đằng sau việc trao giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay cho Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia,
Theo đó, Ủy ban Nobel Na Uy cũng hy vọng giải thưởng năm nay sẽ góp phần vào việc đảm bảo dân chủ tại Tunisia và là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình và dân chủ tại Trung Đông, Bắc Phi cũng như toàn thế giới. Lập luận của Ủy ban Na Uy được khá nhiều học giả và giới phân tích đánh giá cao, trong đó có Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Minh, chuyên gia bình luận các vấn đề về quốc tế, đến từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và nhờ có cái gọi là Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia mà cái quá trình gọi là hòa bình, cái quá trình dân chủ hóa, cái quá trình gọi là ổn định ở cái đất nước này mới được chấm dứt. Và thông qua cái việc trao giải thưởng này thì Ủy ban Quốc gia Hòa bình cũng mong muốn rằng là cái nguồn gốc của các cái cuộc chiến tranh ở một cái khu vực rất là nghèo khó như là Bắc Phi này phải sớm được chấm dứt. Và chỉ có trên cơ sở là chấm dứt được cái sự xung đột đó thì những cái hậu quả không những chỉ cho các cái quốc gia ở khu vực Bắc Phi này mà còn các cái quốc gia khu vực và các cái quốc gia khác trên thế giới cũng sẽ được gọi là khôi phục lại. Và tôi cho rằng nó sẽ là nguồn cổ vũ, cái nguồn động viên cũng như khích lệ rất lớn cho các cái dân tộc khác ở Bắc Phi và Trung Đông sớm chấm dứt những cái cuộc đấu tranh, những cái cuộc chiến tranh nội bộ giữa các cái nhóm sắc tộc hoặc các cái nhóm tôn giáo. Về phần EU, khối liên minh vẫn luôn lên tiếng bênh vực tính chất dân chủ đa nguyên của mùa xuân Ả Rập, cũng cho rằng việc Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia giành được giải Nobel Hòa bình năm 2015 là xứng đáng. Theo họ, nhờ có đối thoại mà Tunisia đã tìm ra hướng đi thoát khỏi cuộc khủng hoảng của khu vực. Giải Nobel năm nay vinh danh những người nỗ lực vì tiến trình chuyển đổi dân chủ, nơi mà xã hội dân sự đóng một vai trò quyết định nhằm bảo vệ sự đoàn kết dân tộc và nền dân chủ của quốc gia, cho phép thông qua một bản hiến pháp ở Tunisia bảo vệ các nguyên tắc của một xã hội đa nguyên, các quy định của luật pháp và các quyền con người. Từng là một trong những mô hình kiểu mẫu ở khu vực về dân chủ, Tunisia đã phải trải qua biến động chính trị trên con đường tiến tới ổn định. Dù vậy, con đường ổn định và phát triển của Tunisia nói riêng và các nước trong khu vực Trung Đông Bắc Phi nói chung còn dài và đầy chông gai khi phải hứng chịu tác động nặng nề ở thời hậu mùa xuân Ả Rập. Giải Nobel Hòa bình năm nay không chỉ gây bất ngờ với dư luận quốc tế mà còn là niềm vui bất ngờ với chính những người trong cuộc. Những thành viên đại diện trong Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia và cả những người dân Tunisia đã không giấu nổi niềm vui và tự hào vì chặng đường nỗ lực gìn giữ sự ổn định cho đất nước suốt thời gian qua của họ cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Và đây cũng là một minh chứng cho thấy sự lựa chọn của họ đi theo con đường đối thoại và hòa bình là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia, nhóm giành chiến thắng của Giải thưởng Nobel Hòa bình, đã ca ngợi giải thưởng này là một minh chứng cho quá trình chuyển đổi của một đất nước dân chủ. Người đứng đầu Liên đoàn Lao động, một thành viên của Bộ Tứ cho rằng giải thưởng này góp phần vinh danh những liệt sĩ đã hy sinh trong quá trình tiến lên dân chủ của quốc gia Bắc Phi này. Niềm vui quá bất ngờ, tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi nghĩ đó là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực đối thoại của chúng tôi trong suốt hàng tuần, hàng tháng, với những thăng trầm, căng thẳng và cả những mánh khóe mưu mẹo. Đây là một chiến thắng tuyệt vời vì giải Nobel là một giải thưởng danh giá. Đây cũng là lần đầu tiên có tới 4 tổ chức được nhận giải thưởng này. Giải thưởng cũng khuyến khích các tổ chức chính trị tiếp tục các tiến trình đối thoại. Giải Nobel này dành cho tất cả đất nước Tunisia. Thông tin Bộ Tứ Đối thoại Dân tộc Tunisia được nhận giải Nobel Hòa bình 2015 đã mang đến một làn gió mới cho người dân Tunisia. Tổng thống Tunisia ca ngợi giải thưởng là một món quà đặc biệt, là sự công nhận và vinh danh tất cả các tổ chức đại diện trong Bộ Tứ, nói rộng hơn chính là đại diện cho người dân Tunisia. Đây là một sự công nhận của quốc tế đối với con đường thống nhất mà chúng ta đã lựa chọn. Đó là tìm ra giải pháp dựa trên đối thoại, và Tunisia không có lựa chọn nào khác ngoài đối thoại. Bất chấp những xung đột và bất đồng về ý thức hệ, bất chấp tư tưởng bè phái và không bè phái, chúng ta phải cùng đi con đường này. Với những người dân Tunisia, những người được hưởng lợi trực tiếp từ kết quả của cuộc đối thoại của nhóm Bộ Tứ, họ đón nhận tin vui này đầy tự hào và vui sướng. Đây là niềm tự hào lớn cho đất nước. Là một người dân Tunisia, tôi cảm thấy rất tự hào. Bộ Tứ đại diện cho cả đất nước chúng tôi. Kể từ sau cuộc nổi dậy trong làn sóng mùa xuân Ả Rập, dẫn đến lật đổ chế độ độc tài Ben Ali năm 2011, Tunisia hiện nay đã có hiến pháp mới, chế độ bầu cử tự do và một chính phủ liên minh với các đảng thế tục và Hồi giáo.
Tunisia thậm chí đã trở thành một hình mẫu cho việc chuyển đổi từ một chế độ độc tài sang một nền dân chủ thực sự. Chúng tôi xứng đáng nhận giải Nobel Hòa Bình từ lâu rồi, đúng ra là từ khi cuộc cách mạng nổ ra. Chúng tôi là những người yêu hòa bình và yêu thương đồng loại. Tất nhiên là chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề, nhưng hai năm qua, bất chấp phải đối mặt với nhiều thách thức, mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Nhờ có bàn đàm phán dân tộc với sự tham gia của đại diện các thành phần dân sự xã hội, một chính phủ lâm thời đã hình thành, giúp giữ cho chính trường Tunisia ổn định, chờ cho đến khi cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức thành công vào năm 2014. Cảm ơn Chúa là đã có đại diện 4 tổ chức tham gia vào cuộc đối thoại dân tộc. Tôi hy vọng đất nước Tunisia sẽ cùng tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Khi cái tên Bộ Tứ Đối Thoại Quốc gia Tunisia được sướng lên thì nhiều người đã tỏ ra rất bất ngờ. Quyết định trao giải Nobel cho bộ tứ này có lẽ cũng là một quyết định không mấy dễ dàng của Ủy ban Hòa bình Nobel. Và không chỉ riêng năm nay mà trong lịch sử trao giải Nobel cũng đã có rất nhiều lần trao giải gây tranh cãi. Phóng sự dưới đây xin được điểm lại một vài trong số đó. Cựu Tổng thống Theodore Roosevelt là người Mỹ đầu tiên được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1906. Trong buổi lễ trao giải tổ chức tại trụ sở Na Uy ngày 10 tháng 12 năm 1906, Chủ tịch Quốc hội Na Uy đã tôn vinh vai trò trung gian của ông Roosevelt trong việc chấm dứt cuộc chiến đẫm máu giữa hai cường quốc thế giới là Nhật Bản và Nga. Thế nhưng sau khi được trao giải, ông Roosevelt đã không ngừng mở rộng lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và dùng vũ lực đàn áp đẫm máu các cuộc nổi dậy của người dân Philippines chống lại quân đội chiếm đóng Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ cũng được xem là một chính khách không ưa hòa bình, là tác giả của thuyết cây gậy lớn, chủ trương hòa đàm trong thế sẵn sàng gây chiến. Đại diện Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Lê Đức Thọ cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger được trao giải để ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc đàm phán ký kết Hiệp định Paris năm 1973, theo đó Mỹ rút quân khỏi Việt Nam. Ông Lê Đức Thọ từ chối nhận giải với lý do hòa bình vẫn chưa lập lại tại Việt Nam, còn ông Kissinger yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Na Uy thay mặt mình nhận giải. Chiến tranh ở Việt Nam tiếp tục kéo dài thêm 3 năm trước khi đất nước được thống nhất. Những người phản đối chiến tranh Mỹ gây ra ở Việt Nam phản đối việc trao giải cho ông Kissinger vì cho rằng ông Kissinger cũng có vai trò trong cuộc chiến đó. Hai thành viên của Ủy ban Nobel Na Uy đã từ chức để phản đối việc trao giải này. Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở Stockholm, Thụy Điển khi nhà kinh tế Mỹ Milton Friedman đến nhận giải Nobel Kinh tế. Đây được xem là một trong những giải thưởng Nobel Kinh tế gây tranh cãi nhất. Friedman là người ủng hộ thị trường tự do và cho rằng vai trò chính của chính phủ là bình ổn nguồn cung tiền. Lập trường của ông gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia lúc bấy giờ cho rằng chính phủ phải đóng một vai trò lớn hơn trong nền kinh tế. Tổng thống Mỹ Barack Obama nắm quyền chưa đầy một năm khi Ủy ban Nobel Na Uy trao cho ông giải thưởng danh giá này, một quyết định đã khơi mào làn sóng chỉ trích. Những người chỉ trích mỉa mai rằng ông được trao giải chỉ vì ông không giống như Tổng thống tiền nhiệm George Bush, người không được lòng châu Âu vì cuộc chiến ở Iraq và không sẵn sàng tham gia nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu của thế giới. Các thành viên chấm giải lập luận rằng Obama đã đạt được nhiều thành tích, bao gồm những nỗ lực to lớn giúp củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc, và tầm nhìn cũng như hoạt động của ông hướng đến một thế giới không vũ khí hạt nhân. Nếu như dựa theo những tiêu chí mà Alfred Nobel đã đề ra trong bản di chúc của mình, thì giải thưởng hòa bình mang tên ông phải được trao cho những tổ chức và cá nhân có công trong việc vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, xoa dịu hoặc chấm dứt các cuộc chiến tranh, cũng như xây dựng và phát triển các phong trào hòa bình. Giải thưởng này được trao cho Bộ Tứ Đối Thoại Quốc gia Tunisia, có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Bằng việc công nhận và vinh danh những nỗ lực của bộ tứ này, hy vọng rằng đây sẽ là tiền đề để những quốc gia vẫn còn đang chìm trong xung đột và chiến tranh sau làn sóng mùa xuân Ả Rập sớm thoát khỏi vòng xoáy bạo lực, tiến đến một tương lai hòa bình và ổn định hơn. Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.